912 tại Việt Nam. Lần theo hành trình dịch tễ của bệnh nhân 912 người Trung Quốc này thì phát hiện ngày 27 tháng 7, bệnh nhân này cùng 7 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc vào Việt Nam. Từ 27 đến 29 tháng 7, bệnh nhân cùng đoàn 8 người Trung Quốc vượt qua tất cả các chốt kiểm dịch đi từ biên giới phía Bắc vào tận Sài Gòn. Sáng ngày 30 tháng 7, Tổ công an phường 2 quận Tân Bình khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 8 người gồm 6 nam và 2 nữ đang tập trung tại công viên Hoàng Văn Thụ. Khi tổ công tác đến kiểm tra hành chính thì nhóm người này bỏ chạy, lực lượng chức năng đuổi theo bắt giữ toàn bộ 8 người, đưa về trung tâm cách ly tại quận Tân Bình. Cũng trong ngày 30 tháng 7, toàn bộ 8 người này đã được lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện quận 7. Tuy nhiên, kết quả khi đó đều là âm tính, 2 lần xét nghiệm tiếp theo đều cho